gì không? Cái dân chuyên nghiệp không? Mua cái này để cắt mấy cái cành cao. Ở đó có một cái cây mà nó đứt cái dây rồi. À, hoàn không được, mới mua cái mới để cắt mấy cái cành cao. Đây, giờ mọi người coi tôi cắt cây nha. Bởi vậy nên chú nghĩ ca sĩ lên sân khấu chỉ biết cầm micro nha. Ở nhà cầm kéo, cầm búa, cầm đồ cắt cây, cắt đồ các kiểu nha. Đây. Đó, những cái bữa giờ đi nhiều quá cái cây này nó mọc tung tùm hết. Thành phố người ta cũng là mọc len. Ừ, cái này á, siêu lắm á. Siêu chưa? Wow. Thiệt là đã luôn.
béo. Ngọt luôn. Cho để tôi bao nhiêu điểm mọi người? Thả bông, thả bông, thả bông đi. Nè, nhìn cái đống này nè. Ha ha ha. Oh la 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 la. Ok. Buông tay. Coi chừng bé đó nha Thu. Buông tay là đổ hết một nhánh nữa nha Thu. U la la, Thu giỏi quá. Buông tay một hồi hết cái cây. Tèn tèn đó rớt. Quá đã. Tỉa nè, tỉa nè. Buông tay là một em rớt xuống nữa nè. Buông tay bây giờ mỏi quá Thu ơi. Người đã thấy gì chưa? Before and after. Yeah, một mình xử lý với lại đứa em. Yeah. Thank you.